Ôi mà ơi, nghịch lúc ngược lại các bạn, nghịch phao mình chạy xéo rồi. Chứ xài trong cái túi nó rụng rồi này, nó chín rụng trên cây xuống đi ngang gớt cái bập xíu nó dính đầu mình đó, quá trời ngon các bạn nhìn nè, sáng láng nó đẹp gì đâu á. Giờ để thì chút xíu nè, chút xíu nữa mình rảnh mình cạp mình tán nha. Đây như có một trái nữa hay gì ta, đây như giống như có một trái chín nữa các bạn, mình thử coi. Wow, có trái chín nữa các bạn ơi, tức ra luôn nè. Ôi ơi, đây nè, nó rớt mình bị cắn đây nè bạn. Xì mũ chứ không phải là cắn. Nó xì cái mũ xuống đây, kiếm nó bu lại nè. Hô, hai trái xà dính cây luôn, quá đã các bạn ơi. Bây giờ quanh quất coi còn như thế nào không. Rồi mình sẽ lụm để đây ha, để đây hầu mình về quất nha. Xài này là xài của ông hai. Đó. Chút nữa lỡ tán luôn nha các bạn. Ồ, nó chín trên cây nó rụng nè. Đây bạn, mình mới vừa rửa nó xong ha. Giờ ngồi ăn xài canh cá luôn nè. Nó cái phao cặn của mình như đó nha. Mình vừa ăn xài vừa chơi canh cá luôn. Là chính nha. Cái trưa này cũng vừa khát nước cũng ăn nó cho nó đã khát luôn cũng được nha các bạn. Chơi nha. Chơi chính giờ ở trong cánh đồng xoài thì mình ăn xoài thôi. Cạp thôi nha. Không anh em đồ đừng nói mình ăn uống kia nọ đồ không có kỹ lưỡng, không có này mình rửa rồi nha các bạn. Xà chín cây ha, mình rửa rồi ha. Đã quá các bạn ơi, nó ngọt quá thời thanh luôn á. Thứ gì mà chịu nổi. Xà chín cây. Cạp trực tiếp về không mới ngon không? Rồi để không để mà chờ lâu nữa mình ăn thôi ha, để ăn gì thì tốn thời gian của mọi người quá. Đó, phao của mình đang nằm ở dưới kia. Vừa ngồi đang xài vừa đây canh cá luôn nè. Xuống ngoài nha các bạn. Đó. Trời ơi. Kỳ ta. Còn mồi nữa. Lâu chìm phao luôn việc chặt lắc. Các bạn. Kiến mày chặt nó không chặt.
chặt hai cái mất tiêu luôn. Rồi bên cái lỗ mới các bạn. Đó, ra nha. Đi từ từ, từ từ em vô được. Lúc kiểu vậy ta mà ra nha. Diễn thấy gì không? Đỡ mày nãy giờ mà cái chơi nha các bạn ơi. Con tiếp theo của mình ha. Cái đồ ở nó gịch lúc dây vô luôn các bạn. Mình lo dòm ngắm cảnh câu cá mà không tập trung, nó ra lâu lúc luôn. Ok, và mình sẽ gỡ thôi ha. Sâu cũng cả mét nước các bạn. Đây xuống ngoài tiếp ha các bạn. Ui cái đồ mà ơi à, nghịch lúc ngược lại các bạn, nghịch phao mình chạy xéo lại. Rồi mình sẽ gỡ thôi ha, xong rồi tiếp cho cô bác nên xem tiếp ha.
cá ăn nha các bạn. Đó. Trời ơi, giây phút mình cũng đã chờ đợi nó giờ đây nè. Nó vô mời nha. Ôi, nhìn nó kìa. Rồi sẽ gỡ nó thôi. Mình xuống ngồi tiếp tục ha. Cá đang ăn nữa nha các bạn. Cá đang ăn nữa nha. Ghía. Ghía hả mày? Rồi. Thôi, lên hàng con tiếp theo. Giờ đuối quá bạn ơi, giờ đó bụng quá. Mới ăn hai trái xài. Rồi rồi xài nó chín cây nữa kìa, nó treo lủng lẳng kìa các bạn. Ghê không? Xài của người ta. Hồi nãy là xài mình ăn là xài của người quen mình ăn được, đó của người ta không dám đụng tới. Rồi mình sẽ gỡ thôi. Rồi hello mọi người ha, cuối cùng cũng về tới nhà chuẩn bị đậu cá cho mọi người xem. Hôm nay cũng nhiều ha. Ôi gì mà phóng ra ngoài đường cũng hay. Rồi thành quả của câu mình hôm nay ha. Hả? Hay rồi. Thôi nè. Cá rô. Bành kia bành kilo không nè. Quá trời nhiều luôn. Để mình có một con phóng ngoài để em đếm qua được như con cá rô bự nữa nè. Một này có mấy con này mà nó chết à. 2 3 ui dạ 4 bạn vô ngoài không nè. 5 ôi 6 7 chứ cũng nhiều á các bạn ơi, chứ cũng được mười con mười mấy con gì đó này, nhóc đây nè, còn nhóc đây nữa ha. Chắc mình cũng tình duyên mà dính hai cái dẫm trắng đó, hai cái chép mà, hai cái chép mình lấy à, mình cho con với mình thả con rồi đó.